Hello mọi người nha. Hôm nay mình đến với lại thôn 1 Tân Thượng Di Linh Lâm Đồng. Hôm nay mình làm cái diện tích là 4,7 hecta. Đây. 4,7 hecta. Mình sẽ chỉ cái vị trí đất từ cái khu vực này. Cà phê đối diện trước mặt mình này. Đó, lên triền đồi lên đỉnh đó. Và phía trên đỉnh đó là giá mặt đường nha. Đó, lên trên đỉnh đó giá mặt đường. Đây là con đường chạy ra đường nè. Con đường này là đường nội bộ của đất. Ở ngoài kia nó giá mặt tiền đường gần 100 mét. Đó. Triền lên đây. Hết nguyên cái đồi này. 4,7 hecta nha. Cà phê, full cà phê luôn. Và đây là ao nước tưới nè. Đó, sân phơi. Và đây nữa nè, trước mặt mình đó, hết cái dãy cà phê này, khu vực dưới này triền lên trên đồi đó nha. Đất ở đây không có dốc lắm, đất triền nè, đồi chỉ thấp nhẹ thôi. Cà phê xanh tốt nha, cà phê xanh um luôn, cực kỳ đẹp đó. Thì cái lô đất này nó cách vị trí đường nhựa, đường trục chính của Tân Lâm á, Tân Thượng á, 1,6 km đường nhựa nha. Và đường đi vào đây là 1,6 km là đường này, hiện tại là đường đất nhưng mà chỉ xe bán tải chạy vào thôi, tại vì xe bán tải, xe máy cày và xe tải vào để chở cà phê ok. Xe gầm thấp thì hơi khó đi một chút, tại vừa rồi xe máy cày rồi nó đi á, thì đường mùa mưa nó bị hõm, hơi hõm một chút, hơi gồ ghề chút cho nên là hơi khó đi. Nhưng mà đường này thì sắp tới sẽ là dự án nó làm thông qua bên bên Tân Lâm. Ao này, điện nước đầy đủ nha, ao tưới lớn. Đây sân phơi đây. Đấy, và tút trên kia, đằng sau cái chòi xanh xanh có một cái sân phơi lớn nữa. Cà phê triền nhẹ hết luôn. Cà phê rất là đẹp. Đó, đồi nhưng mà đồi thấp nha. Không dốc lắm. Nhẹ thôi. Đó, khu vực trên đó. Tất cả mọi thứ. Đây có một cái nhà, nhà xây. Đó. Thì cái giá cho cái lô đất này á là 180 triệu một sào nha, sổ sách đầy đủ. Đó, giá còn thương lượng. Cà phê rất là xanh tốt nha, cà phê hái rồi. Đó, trước mặt là cái triền đồi, tất cả cái triền đồi này là tổng diện tích là 4,7 hecta, giá rất là rẻ luôn. Cách trung tâm chỉ 1, cách đường nhựa 1,6 km và cách trung tâm trục chính của Tân Thượng 2 km. Đường là đường xe bán tải nha. Mọi người lưu ý. Giá rất là rẻ luôn. Đây. Khu vực dưới này sân phơi nè. Bên kia cũng sân phơi luôn. Ao tưới nha. Ao tưới rất là lớn luôn. Đó. Đây, đối diện mình cà phê này, hết khu vực. Và đây nữa. Trước mắt mình luôn, lên trên này. Đó. Có suối chảy giữa vườn nha mọi người. Đó, hết khu vực cà phê này. Còn đây nữa. Đây một cái sân phơi rất là lớn luôn. 4,7 hecta mà giá có 180 triệu một sào ngay. Giá cho trước Tết nha. Đây cà phê xanh tốt. Hết khu vực cà phê này luôn. Rất là rộng, 4,7 hecta mà. Giá rất là rẻ luôn. Sát khu trung tâm 2 km. Cách đường nhựa thì 1,6 km thôi.
Còn cách khu dân cư thì 2 km. Đường xe bán tải nha. Thôn 1 Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng. Đó, nguyên hết cái khu vực này. Qua bên này. Đó. Chạy xuống bên kia. Triền lên trên đồi. Đó. Ao tưới đồ. Điện nước đầy đủ. Cung đường này mà mọi người đóng tiền làm bê tông hết thì thực sự khu vực này là rất là giá trị. Cũng thoáng nha, đất thoáng luôn nha. Nhìn không có tù, đó, vị trí rất là thoáng. Bao thoáng luôn. Cà phê đây. Điện nè. Điện vô đến nơi nha. Đó, có đường điện. Đây, cà phê đấy. Cà phê xanh tốt nha. Đây là ao này, ao tưới rất là lớn. Vị trí nhìn cái view toàn cảnh phía trước. Mọi người cần chi tiết thì liên hệ cho mình. Giá rất là rẻ luôn. Rẻ nhất hiện tại cái khu vực này. Giấy tờ đầy đủ mà 180 triệu thì quá rẻ rồi. Điện nước đầy đủ luôn. Đó. Nằm cách trục đường chính đường nhựa có 1,6 km thôi. Khu dân cư thì 2 km. Mọi người cần chi tiết liên hệ cho mình. Đây là cái đường nha mọi người. Đây đường vào đất nè. Đường này là vào đất. Đây là mặt tiền đường ngoài. Đấy. Đường này đường xe bán tải với xe máy cày. Đây đường vào đất đây. Đó. Hai bên là cà phê của mình.